Vlad xin chào mọi người nha. Đây là buổi tối cuối cùng gia đình mình ở tại Cát Bà. Và nhà mình thì quyết định đi ăn ở quán Quân Cát Bà Family. Cái xã mình thì đã gọi điện để đặt trước món cá song, cũng có cá song nướng mọi và đầu cá song thì để ăn lẩu các bạn nha. Trứng tráng thì cho em có cả hành mà này, chiên mỡ vừa vừa nhá, mới vàng vàng một chút ạ. Đây các bạn ơi, nhà mình đang ngồi chờ đồ ăn thì mỗi người một cái cầm một cái điện thoại này. Đây là cá song nướng mọi. 2 cân, quá đỉnh. Này ngồi hết này, không ăn nghĩa ngồi lui đây mà quấn con để ngồi sát ghế vào. Đồ quấn chỉ có thế này đây à mình ơi. Đồ quấn cũng có thế này đây ạ. Gia vị quấn có thế này đây đúng không ạ? Chỉ thiếu cái nồi nóng thôi, còn đồ quấn thì đã như thế này thôi, chắc thế thôi. Bánh đa đây. Đã có bún đâu. Con cá song này là 2 cân 2 à, cái đầu thì chắc là để nấu canh om thế nào đó. Con uống nước gì ra tủ lấy sẵn đi mỡ. Đằng sau ra tủ lấy đi. Nghĩa thì mày đi lấy, một đứa lấy đá đến lấy đi. Lấy Pepsi em ạ. Coca đợi em ơi, bún quấn nhỉ? Xin cho em bún quấn. Chị gái mình cần gì ạ? Có bún quấn không ạ? Bún chưa ra ở thôi. Lấy bún chị gái đi. Mấy cả gia vị quấn chỉ có thế này thôi đúng không ạ? Đừng cho vội ăn bánh quấn trước đi cơ. Rồi xin cảm ơn. Cho mình bún thì mình quấn luôn cái nhé bạn nhé. Bánh mì cay. Đi ăn thử bánh mì cay này không? Dạ vâng. Cho em bún luôn để em quấn nguội hết cá rồi. Em nghĩ anh ngồi đây anh quấn cho mọi người đi, anh ơi đứng sang. Một người bê cá này ra đây, một người hình như họ nhầm cá rồi. Nhầm cá đúng không? Cá xong rồi, của bạn này cơ mà không biết cá này là người. Bún này hơi ít chị, bún này làm sao đủ quấn bằng này cá. Xem cứ lên thêm bún cho em đi. Đây các bạn ơi, đây là phần đầu cá. Đầu cá để tí nữa mình cho vào trong nồi lẩu. Bánh ăn được không ạ? Bố ơi, cho bố thử miếng bánh mì Hải Phòng. Cắn miếng nào. Ông ăn thử không? Quân rồi cả. Anh gỡ cái thịt, tách thịt tất ra cho mọi người chỉ việc lấy thôi. Tách cái lớp trên đừng lật nhá, tách cả đây. Rõ cái lá này, cái này ra này. Cho em đĩa bún nữa đi chị. Mỡ chưa gỡ được à? Ăn cá phần nào ngon rồi. Cho nó ăn cá không? Cá
Cho thêm rau thơm này. Mai cho quán cái gì nữa? Đây. Này cảm ơn đi. Hả? Thơm hả? Bây giờ thì cho cái phần đầu cá này vào để làm nước lẩu các bạn. Cá xong là cá rất là nhiều dinh dưỡng, thịt rất là chắc luôn. Việt Nam mình chỉ có vài vùng biển có cá xong đấy các bạn nha. Và trong Cát Bà thì có ba loại cá xong. Đấy, mình thấy trên mạng họ bảo. Đây chị xin. Này mà có xoài nữa thì ngon. Xoài thì là ít thứ quá. Thôi bà ăn đi. Chờ đấy mẹ lấy chưa? Con hết cá đây đi, xong mày lấy cơm con cất điện thoại đi. Bỏ đĩa ra, cho mấy đĩa ra ngoài hết đi. Chứ không ăn được đấy. Mơ ăn đây này. Ăn cá đây này. Cá này ngon ngọt cực. Sụn sật sật đấy. Cả ông đã.